Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, sau khi nghe Bộ trưởng trao đổi về việc thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tinh thần nghị quyết 19 của các bộ ngành địa phương trong thời gian vừa qua, tôi xin có một ý kiến trao đổi lại với Bộ trưởng như sau. Tôi đồng tình với việc chúng ta phải thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, qua quá trình đi giám sát, tôi thấy có nhiều ý kiến của cử tri cho rằng việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương còn nhiều khiên cưỡng và mang tính cơ học, còn chưa tính đến yếu tố đặc thù của ngành nghề đào tạo, đặc biệt là các lĩnh vực nghệ thuật. Hiện nay thì nhiều địa phương thực hiện sáp nhập các trường đào tạo nghệ thuật với các trường đào tạo về kỹ thuật, dẫn đến nhiều bất cập trong tuyển sinh, đào tạo và thực hành. Tuyển sinh thì các trường này chỉ tập trung vào các ngành nghề có thể tuyển sinh được mà bỏ rơi đối với các ngành nghề nghệ thuật, không đầu tư cho cơ sở vật chất, cơ sở thực hành đối với các lĩnh vực này. Ngoài ra, vấn đề về sử dụng về đội ngũ nhà giáo, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách đặc thù của nhà giáo giảng dạy lĩnh vực này được thực hiện còn nhiều bất cập, dẫn đến bức xúc của đội ngũ nhà giáo. Tất cả những vấn đề nêu trên dẫn đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ đã khó thì nay càng khó khăn hơn, thậm chí có thể còn dẫn đến triệt tiêu một số ngành nghề đào tạo không thể tuyển sinh được. Tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần xem xét thấu đáo lại vấn đề này, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đánh giá lại hiệu quả việc thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian vừa qua. Cần tính toán đến yếu tố đặc thù của các ngành nghề đào tạo, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tránh tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ngành văn hóa nghệ thuật trong thời gian tới. Do đó, cần có giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để phát triển ngành văn hóa. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Về câu hỏi của đại biểu Dương Minh Ánh thực ra không phải là câu hỏi, mà đại biểu nêu về thực trạng tình hình sắp xếp cái quy hoạch cái mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các địa phương bất cập. Vấn đề này đại biểu Dương Minh Ánh nêu rất là đúng thực tiễn, mà không phải chỉ riêng lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Thời gian vừa qua thì các địa phương, nhất là khi mà triển khai nghị quyết 19 của Trung ương về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, thì đều tổ chức lại cái việc sắp xếp cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Thì tôi cũng nói thêm là về cơ bản cái việc sắp xếp này là đúng, nhưng mà cá biệt cũng có một số địa phương sắp xếp khiên cưỡng. Ví dụ nghề y sắp xếp vào trường trung cấp y hoặc cao đẳng y thì lại sắp xếp vào mấy công nghiệp và cơ khí, nó có cái đó. Hoặc là văn hóa nghệ thuật là cũng sắp xếp vào các trường khác. Theo một cái phương châm là thôi thì một địa phương các ông chí được giảm đầu mối và chỉ còn một trường cao đẳng nghề, dẫn đến quả thật là việc đó có khó khăn. Mà với những cái ngành nghề có tính chất đặc thù, ví dụ như hiện nay là 48 trường cao đẳng y và trung cấp y, thì chúng tôi báo cáo, và văn hóa nghệ thuật cũng như vậy. Thì quan điểm của chúng tôi là thế này: đối với những trường văn hóa nghệ thuật và trường có tính chất là chuyên biệt thì cần phải bố trí cho nó phù hợp. Trong nghị quyết Trung ương có nói một cái câu, nghị quyết 19 ấy, là chỉ sắp xếp đối với những cái trường chuyên này khi 3 năm liền hoạt động không có hiệu quả. Thì tôi nói như vậy. Nhưng mà thời gian vừa qua thì giảm đầu mối thì cũng có những cái tình trạng này. Mà đối với những trường văn hóa nghệ thuật và trường y thì nó có những cái trường có những cái đặc thù rất là riêng biệt. Vì vậy chúng tôi đề nghị là các địa phương cũng nhân hôm nay cũng đề nghị các địa phương xem xét lại cái vấn đề này cho nó phù hợp. Bởi vì việc sắp xếp các trường trung cấp ở địa phương thì do địa phương quyết định. Còn riêng trường cao đẳng thì địa phương hiệp y trao đổi với bộ thì chúng tôi có tiếng nói và can thiệp cụ thể. Thế còn do địa phương thì các đồng chí về trung cấp do địa phương nên các đồng chí đôi khi không trao đổi những vấn đề này. Thì xin báo cáo lại, chúng tôi mong muốn địa phương xem xét cái ý kiến của đại biểu Dương Minh Ánh các thấu đáo. Kính thưa Bộ trưởng, kính thưa Quốc hội, tôi có hai câu hỏi xin gửi đến Bộ trưởng như sau. Thứ nhất là việc lao động Việt Nam bỏ trốn khi tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của nhiều lao động khác đang có ý định tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Mặc dù đã có chế tài, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra ở một số nước có thị trường xuất khẩu lao động khá sôi động. Theo Bộ trưởng, cần có thêm giải pháp gì để giảm thiểu tối đa tình trạng vừa nêu trên? Thứ hai là vấn đề lao động, tiền lương, môi trường việc làm, cơ hội thăng tiến luôn được cán bộ công nhân viên chức hết sức quan tâm. Tuy nhiên gần đây tình trạng cán bộ xin thôi việc nhà nước ra làm ở lĩnh vực khác để cải thiện đời sống
tìm kiếm cơ hội mới làm dấy lên lo ngại chảy máu chất xám ở lĩnh vực công, vì đa số những cán bộ trẻ có năng lực. Vậy Bộ trưởng nghĩ gì về vấn đề này, giải pháp thời gian tới là gì? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Câu chuyện về lao động Việt Nam đi lao động nước ngoài, một bộ phận ở lại và không về nước đúng thời gian tiến độ, thì xin báo cáo là ở thời điểm này thì không bức xúc bằng những năm 2017. Thời điểm 2017, tôi nhớ là ngày 6 tháng 6 năm 2017, cũng tại diễn đàn này, thì khi đó tỷ lệ lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc của chúng ta 52,5%. Và Hàn Quốc đã phải dừng toàn bộ chương trình EPS đối với Việt Nam. Sau 4 năm chúng ta kiên trì thực hiện tất cả các giải pháp cùng với phía Hàn Quốc nữa, từ ký quỹ, từ trục xuất, thậm chí là phía bạn xin báo cáo nó rõ là phía bạn cũng trục xuất, thậm chí là có những giai đoạn phía bạn xử lý hình sự đối với tất cả những người trốn ở lại của các quốc gia chứ không phải riêng Việt Nam. Rất căng thẳng. Thậm chí có những thời gian cũng báo cáo là họ cũng dừng cả một số cái địa phương mà có nhiều. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đang phải tạm dừng 18 huyện của 9 tỉnh mà có tỷ lệ người lao động ở lại nhiều. Mặc dù là các địa phương thì cũng không muốn điều này, cá nhân chúng tôi không muốn, nhưng mà cái chủ trương này bắt đầu từ cái yêu cầu phía bạn. Xin báo cáo như vậy. Thế và chính vì vậy đấy, thời gian vừa qua chúng ta đã làm rất nhiều việc. Đến thời điểm này thì tỷ lệ này báo cáo lại với đại biểu, chúng ta ở Hàn Quốc chỉ còn 24,6% thuộc diện là các quốc gia thấp rồi. Vì phía Hàn Quốc thì yêu cầu là nếu dưới 30% là tiếp tục gỡ bỏ các cái hạn chế, thì chúng tôi đang đạt được cái chỉ tiêu này rồi, thì sẽ cố gắng tiếp tục cùng với các địa phương để thực hiện tốt hơn cái công việc này. Xin báo cáo với đại biểu như vậy. Đại biểu Trần Quang Minh còn có cái ý thứ còn hai tôi. Là tình trạng mà thực trạng cái chảy máu chất xám lao động di chuyển ra khỏi khu vực công và thực trạng nguyên nhân và giải pháp. Về câu hỏi này thì vừa qua thì chính phủ cũng đã, tôi nhớ là một phiên chính phủ cũng đã đề cập vấn đề này và Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã có câu trả lời về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi thì có thể trả lời một phần nào đó. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là muốn để người lao động kể cả khu vực công, khu vực tư ổn định thì việc quan trọng nhất là thu nhập, đời sống, việc làm phải ổn định. Lương phải đủ sống, thu nhập phải đảm bảo cho bản thân và gia đình mình. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề này, còn câu hỏi này có lẽ theo tôi ấy, chắc chắn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời sẽ đầy đủ hơn, sâu sắc hơn so với tôi. Xin cảm ơn đại biểu. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, thời gian gần đây số lượng người lựa chọn học nghề có chiều hướng gia tăng, nhưng số lượng lao động được đào tạo nghề vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Mặc dù mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước đầu đã được rà soát, sắp xếp, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Nếu không chấn chỉnh tình trạng này cũng chính là một sự lãng phí. Xin Bộ trưởng cho biết, một, ngành lao động cần làm gì để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc phân luồng học sinh và chủ động dự báo nhu cầu đào tạo nghề theo từng lĩnh vực, trình độ, làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với xu hướng chuyển dịch lao động hiện nay. Hai, những bất hợp lý trong việc chồng chéo, phân tán, trùng lắp ngành nghề đào tạo sẽ được chấn chỉnh như thế nào để giúp cho công tác giáo dục nghề nghiệp gắn chặt hơn với thị trường lao động và nhu cầu nguồn nhân lực của từng ngành, từng địa phương trong thời gian tới. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Thời gian vừa qua cũng như báo cáo với đại biểu đấy, cái công tác tuyển sinh, công tác giáo dục nghề nghiệp thì cũng có những cái bước tiến bộ nhất định. Đặc biệt cách đây hơn một tháng thì Bộ Lao động Thương binh, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo với Ban Bí thư và tổng kết lại 10 năm về công tác giáo dục nghề nghiệp. Và Ban Bí thư ngày 4 tháng 5 năm 2023 đã ban hành chỉ thị 21 về đổi mới, phát triển và định về giáo dục nghề nghiệp cho đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Trong các nội dung này thì có đề cập, chúng tôi có báo cáo và đề cập đến cái quy mô, chất lượng đào tạo. Và thấy rằng là đúng là mặc dù có tiến bộ, nhưng cái quy hoạch mạng lưới của chúng ta có rất nhiều bất cập. Hiện nay,
thì cùng trên một địa bàn thì có nhiều trường nghề khác nhau, có nhiều ngành nghề khác nhau trùng nhập, dẫn đến là số sinh viên, số học sinh vào thì không đáp ứng. Và việc đào tạo ra thì khó tìm việc. Chúng tôi báo cáo như vậy. Chính vì vậy đấy, thì cái mà chúng tôi quan tâm thời gian tới đây là có hai việc quan trọng nhất. Một là đào tạo gắn với nhu cầu thị trường. Và muốn làm được điều này thì như đại biểu nói đấy, là chúng tôi chắc chắn là phải làm quyết liệt hơn cái dự báo cung cầu. Và chỉ tiến hành đào tạo khi mà có xác định được nhu cầu. Thứ hai là phải tiến hành các trường tiến hành khi mà liên kết, kết hợp cũng như là đặt hàng được với doanh nghiệp. Chỉ có như vậy thì sẽ đào tạo ra mới có việc làm, có nghề nghiệp. Tránh tình trạng đào tạo ra thì lại không có việc nào. Thì vấn đề như vậy. Cái thứ hai đấy là hiện nay có chồng chéo trùng lắp trong ngành nghề đào tạo không? Thì có. Các trường nghề hiện nay thì về cơ bản đang thực hiện theo tinh thần là việc đào tạo thì được tự chủ. Trừ một số ngành nghề mà đào tạo chất lượng cao mà nhà nước đặt hàng thì theo yêu cầu. Còn phần đông các trường là tự chủ vấn đề này. Đương nhiên, tôi cũng báo cáo với Quốc hội, tình trạng chung của các trường nghề hiện nay là tuyển sinh được thì đào tạo. Chưa thực sự bám với thị trường, chưa thực sự bám với nhu cầu. Đây là vấn đề thực trạng. Và vì vậy đấy, thời gian vừa qua đấy, tôi thấy rất mừng 63 tỉnh thành đã cùng với chúng tôi quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp này và sát nhập tổ chức, sát nhập lại các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo một nguyên tắc là các cái trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì 3 trong 1 và 2 trong 1. Thứ hai là một trường cao đẳng ở một địa phương có thể dạy nhiều hệ khác nhau, nhiều chương trình khác nhau. Xin báo cáo lại theo hướng đó, theo đúng tinh thần nghị quyết 19 của Trung ương. Thứ hai là tiến hành sắp xếp lại hệ thống các trường nghề của các bộ ngành, đoàn thể theo tinh thần đi về một đầu mối. 5 năm trước thì chúng ta thống nhất được là một đầu mối quản lý nhà nước, nhưng mà chắc chắn năm 2023 chúng ta phải sắp xếp lại tất cả các trường nghề ở các địa phương, sẽ hoàn thiện lại quy hoạch theo tinh thần mà chính phủ đã phê duyệt cái chiến lược giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, và các ngành nghề, các trường của địa phương cũng thế, để tránh tình trạng trùng lập về chức năng, trùng lập về ngành nghề đào tạo như hiện nay. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi tới Bộ trưởng hai nội dung như sau. Một, việc chậm đóng bảo hiểm xã hội gây hệ lụy rất là lớn, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người lao động. Theo báo cáo thì có 206.468 người. Đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng trên, giải pháp khắc phục là gì. Hai, thời gian qua dư luận rất là bức xúc trước tình trạng thu sai bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ về vấn đề này, hướng giải quyết trong thời gian tới là gì. Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Thì xin báo cáo với đại biểu là cho đến hết năm 2022 đấy, thì chúng ta hiện nay là cả cái tình trạng chậm đóng, trốn đóng, cộng cả lãi và gốc là 8.560 tỷ. So với năm 2021 thì như vậy là chúng ta tăng khoảng 2,69%. Thì báo cáo lại như vậy. Trong đó thì có khoảng 26.670 doanh nghiệp và đơn vị là chậm đóng và cũng có một bộ phận là trốn đóng, nhưng phần đa là chậm đóng. Nó do đó đã ảnh hưởng tới cái khoảng 206.000 trên 206.000 những người lao động. Thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã phải điều chỉnh các cái giải pháp để đảm bảo cái quyền lợi cho 206.000 này. Cho đến nay thì cơ bản là cái số đơn vị đối tượng mà tham gia bảo hiểm
mà bị ảnh hưởng về chế độ chính sách thì cũng đã được giải quyết một cách căn bản. Nguyên nhân thì nó có mấy nguyên nhân thôi. Một là doanh nghiệp cũng làm ăn khó khăn, thiếu đơn hàng. Cá biệt thì có đơn vị cố tình là chậm và trốn đóng. Thứ hai là cơ quan quản lý bảo hiểm, tức là chưa quản lý hết đối tượng. Thứ ba nữa là quản lý sử dụng thiếu hiệu quả. Thứ tư là ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cơ sở dữ liệu chưa tốt. Như vậy. Thì về vấn đề này thì chúng tôi đã triển khai các cái biện pháp cụ thể, nhưng mà thực hiện một cái nguyên tắc. Vừa qua thì chỉ đạo cho Bảo hiểm xã hội thực hiện một nguyên tắc thế này: người lao động thu đến đâu thì chúng ta thực hiện chế độ chính sách đến đó. Cũng có một cái giai đoạn, thí dụ như người lao động mất 2-3 năm là bị ngắt quãng thì bảo hiểm không tính chế độ cho người lao động, thì chúng tôi cho không đồng ý cái đó. Tạm thời ghi lại đến mức độ đó và tiếp tục giải quyết chính sách cho người lao động. Do đó 26.000 trường hợp này thì hiện nay 206.000 trường hợp này thì đã được giải quyết về chính sách hiện nay, không còn điều gì vướng mắc. Chỉ còn lại cái khoản nợ ấy thì chúng ta tiếp tục phải tính toán để làm sao người lao động không bị ảnh hưởng. Thì đây là vấn đề nhất. Và thứ hai đấy là tạo điều kiện cho người lao động tiếp tục đóng cái bảo hiểm ở cái đơn vị mới, nếu như chuyển đơn vị mới, hoặc bảo lưu khi mà anh thôi tham gia. Thứ ba đấy, về căn cơ, về lâu dài đấy, thì chúng tôi cho rằng là phải sửa luật bảo hiểm xã hội. Hiện nay thì những nội dung này đã được trong dự thảo luật bảo hiểm xã hội trình kỳ họp tới vào tháng 10. Thứ hai nữa là sẽ quy định bổ sung rõ hành vi chậm đóng và trốn đóng. Trốn đóng hiện nay đã được quy định bằng pháp luật, thậm chí là xử lý hình sự, nhưng khái niệm và phạm vi cũng không xác định rõ được. Do đó hiện nay chưa xử lý được một trường hợp nào. Thí dụ như Thành phố Hồ Chí Minh tới 18-14 đơn để chuyển sang cơ quan điều tra nhưng không xử lý được, nó vướng cái hành vi đó, chưa xác định rõ. Thứ ba đấy là sẽ áp dụng một số cái chế tài để trình với Quốc hội trong sửa luật bảo hiểm, áp dụng một số chế tài mạnh hơn, kiên quyết hơn và hiệu quả hơn như thông lệ quốc tế cho phép. Chẳng hạn như việc như ở một số người ta có thể dừng hóa đơn trong một thời gian, thậm chí có những nước quốc gia người ta hoãn xuất cảnh cho những người sử dụng lao động mà không áp dụng, không thực hiện, không chấp hành cái nguyên tắc này. Thế rồi quy định lại đối tượng và người được khởi kiện về bảo hiểm xã hội không áp dụng như hiện nay nữa, thì hiện nay thực hiện không có hiệu quả. Về chủ hộ kinh doanh thì báo cáo lại thế này. Về chủ hộ kinh doanh thì trong báo cáo của Ban dân nguyện tại phiên khai mạc Quốc hội đã nêu rất rõ. Thời gian vừa qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội có thu sai một cái tỷ lệ không nhỏ cái chủ hộ kinh doanh cá thể. Đây không phải là đối tượng quy định đóng bảo hiểm bắt buộc. Tôi xin báo cáo như vậy. Và cái việc thu sai này thì diễn ra suốt từ năm 2003 cho đến năm 2016. Chúng tôi cũng đã phát hiện chuyện này và đã chấn chỉnh bảo hiểm xã hội. Về cơ bản thì đã được giải quyết. Báo cáo với Quốc hội, chúng tôi cũng vừa mới kết thúc 8 đoàn kiểm tra của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Lao động xung quanh những vấn đề này và vấn đề để chuẩn bị sửa luật bảo hiểm xã hội. Về quan điểm của chúng tôi thế này, đây là nội dung chưa được quy định trong luật bảo hiểm. Do đó, cần phải đánh giá một cách rất cụ thể. Tuy nhiên, quan điểm cá nhân của Bộ trưởng, như chị đại biểu Ma Thị Thúy hỏi, đấy, thì tôi cho thế này, chúng ta phải đặt lợi ích của người lao động, của chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu. Cơ quan công quyền làm sai thì cơ quan công quyền phải xin lỗi và xử lý theo quy định. Tinh thần như vậy. Thế còn hướng giải quyết thế nào? Bây giờ có 3 cái hướng để giải quyết. Thứ nhất là chúng tôi cũng đang đề xuất và tới đây nếu được Quốc hội cho phép ấy, thì chuyển toàn bộ cái hộ kinh doanh này sang bảo hiểm bắt buộc để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tinh thần như vậy. Thứ hai là những trường hợp không muốn hoặc không có nhu cầu thì có thể chuyển sang bảo hiểm tự nguyện. Trường hợp xấu nhất mà cả người lao động lẫn cơ quan không đồng ý thì chúng ta phải thoái thu thôi, trả lại quyền lợi cho người lao động. Thế và tính lãi như thế nào thì chí ít cũng phải tính bằng cái tăng trưởng mà quỹ bảo hiểm đã và đang sử dụng để tăng trưởng. Theo hướng đó thì cho 3 trường hợp này. Tuy nhiên thì quan điểm của cá nhân tôi
Thì một lần nữa nói là phải đặt cái quyền lợi, lợi ích của người lao động lên hàng đầu. Và thứ hai là lên khuyến khích và điều chỉnh chính sách để chuyển sang bảo hiểm bắt buộc là tốt nhất cho người lao động để đảm bảo về già là có lương hưu và có cuộc sống ổn định. Xin báo cáo như vậy. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 này đã đánh giá về quy mô lao động việc làm tại nhiều địa phương trong cả nước vẫn còn mất cân đối lớn, thị trường phục hồi chậm dẫn đến tình trạng một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn như thiếu việc làm, sức lao động chưa được tận dụng phát huy và khai thác hợp lý dẫn đến việc di chuyển nguồn lao động từ địa phương này đến địa phương khác còn ở mức cao, chi phí sức lao động thì lớn, song hiệu quả lao động cũng còn thấp và lãng phí. Với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết các vấn đề nêu trên? Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Tình trạng thiếu việc làm hiện nay thì báo cáo lại với đại biểu thế này. Như hiện nay thì như ban đầu tôi báo cáo là quy mô lao động của chúng ta toàn quốc thì rất là lớn. Thời gian vừa qua tình trạng thiếu việc làm có không? Có. Bình quân tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta hiện nay quý 1 là 2,25%. Nếu nhìn lại cách đây hơn một năm, tôi nhớ là ngày 11 tháng 11 năm 21 thì cũng tại diễn đàn này thì khi đó là diễn đàn kinh tế thế giới xếp chúng ta vào cái nhóm top 5 về tỷ lệ là thất nghiệp. Nhưng mà đến thời điểm này thì tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta có gia tăng hơn. Nhưng mà cũng không phải riêng chúng ta. Tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta 2,25 quý 1. Mà nếu như so với thế giới thì tỷ lệ thất nghiệp này ở cái ngưỡng gọi là thuộc các quốc gia thấp. Hiện nay thì ngày 26 tháng 5 vừa giờ chúng tôi có những cái thống kê có báo cáo chính thức thì số mà mất việc làm, giãn việc, thiếu việc và cắt giảm do cắt giảm đơn hàng cũng như các cái yếu tố khác thì khoảng 506 ngày, con số ngày 26 tháng 5 vừa giờ. Trong đó thì khoảng 270.000 là cái số này mà mất việc hẳn. Thì xin báo cáo như vậy. Thì chúng tôi cho rằng là tình trạng này nó có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân do cắt giảm đơn hàng, nguyên nhân do tái cơ cấu sản xuất, nguyên nhân nữa là gì? Cũng thay đổi về lực lượng lao động. Thứ tư nữa là cũng thực hiện theo một cái nội dung giải quyết chính sách đối với Bộ Luật Lao Động. Thì tôi xin báo cáo là như vậy. Kính thưa Quốc hội, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin được gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi nội dung như sau. Theo báo cáo năm 2022 cho thấy, tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo có chứng chỉ năm 2022 tăng không đáng kể so với năm 2021. Năm 2021 là 26,1%, năm 2022 là 26,2%. Nhưng một điều đáng chú ý ở đây, đó là cái tỷ lệ lao động qua đào tạo ở khu vực nông thôn thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị. Khu vực ở nông thôn đào tạo 17,5%. Khu vực ở thành thị là hơn 41,5%. Xin được hỏi Bộ trưởng, đâu là nguyên nhân của thực trạng vấn đề này? Và Bộ Lao động Thương binh Xã hội có giải pháp gì để nâng tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện cho lực lượng ở nông thôn được có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao tay nghề? Xin hết. Đào tạo về chứng chỉ thì thành thị tăng, nhưng mà nông thôn không tăng. Thực ra thì báo cáo lại thế này. Năm 22 so với năm 21 thì chúng ta tăng không nhiều. Tăng hình như tôi nhớ là có 0,1%. Nhưng mà trong cái 0,1% này thì đô thị tăng nhanh hơn. Nó cũng phản ánh đúng thực tiễn ạ. Vì là thế này, sau cái đại dịch Covid, khoảng gần 3 triệu người di chuyển về thành phố. Do đó, toàn bộ những phần đa những số này đã phải dừng công việc ở cái đơn vị cũ của mình. Một bộ phận quay trở lại doanh nghiệp, quay trở lại đơn vị cũ
để phục hồi theo cái chính sách phục hồi chúng ta. Nhưng mà bộ báo cáo lại, cái việc thực hiện nghị quyết 08 đã quyết định 08 đã cho thấy rõ là phần số mà quay trở lại đơn vị cũ chiếm tỷ lệ không nhiều, mà phần đông là chuyển sang công việc mới và đơn vị mới. Do đó, cái việc đào tạo công việc mới cho những trường hợp quay trở lại hoặc là sang công việc mới sẽ là gia tăng nhanh hơn và nhiều hơn. Nó phản ánh đúng thực tiễn. Và quan điểm chúng tôi thì thời gian tới chúng tôi cũng đã bàn rất kỹ với đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan là từ cái 1956 sẽ đổi mới cái cơ cấu và phương thức đào tạo nghề khu vực nông thôn với một cái phương châm chỉ đào tạo khi dự báo được công việc và đào tạo khi mà bố trí được để công việc có hiệu quả cao hơn, có thu nhập cao hơn, chứ tránh tình trạng là gặp đâu thì đào tạo đấy, đào tạo không theo địa chỉ, không theo đặt hàng, thì tinh thần như vậy. Và cái phương châm này thì cũng đã được bố trí ở trong chương trình mục tiêu quốc gia, của ba cái chương trình mục tiêu quốc gia. Thì ba chương trình này chúng tôi sẽ phối hợp đồng bộ với nhau, sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu, sẽ quan tâm hơn đến cái đào tạo nghề cho khu vực nông thôn. Thưa Bộ trưởng, tôi xin gửi Bộ trưởng một câu hỏi như sau. Trong những năm qua, đại dịch Covid lan rộng và diễn biến phức tạp đã khiến nhiều người lao động mất việc làm, không có thu nhập. Trong bối cảnh đó, nhiều người lao động đã lựa chọn hưởng bảo hiểm một lần vì cần một khoản tiền để chi tiêu trang trải trong cuộc sống. Tình trạng này không những tạo sức ép lớn đến hệ thống an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Có ý kiến đề xuất đề nghị Trung ương xem xét thành lập quỹ hỗ trợ nguồn ngân sách để hỗ trợ cho người lao động, tương tự như chính sách hỗ trợ lao động trong đại dịch Covid, đề nghị để giúp người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định trong cuộc sống, đồng thời xem xét bổ sung quỹ quốc gia vào việc làm đối với địa phương để có thêm nguồn thu nhập hỗ trợ cho người lao động. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề trên. Kính thưa Quốc hội, kính thưa các vị đại biểu, về câu hỏi của đại biểu Tráng A Dương về hưởng bảo hiểm một lần thời gian qua và hỏi quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề thẩm được quỹ hỗ trợ người lao động. Trước hết, thời gian vừa qua thì cái việc tình hình rút bảo hiểm một lần có chiều hướng gia tăng, thì chúng tôi xin báo cáo nội dung sau. Đặc biệt là cái gia tăng này đấy, thì sau cái đại dịch Covid thì tình hình gia tăng nhiều hơn, nhất là năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ phải tìm ra cái nguyên nhân và các cái giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, theo câu hỏi của Bộ trưởng của đại biểu thì hỏi quan điểm của Bộ trưởng có đồng ý thành lập quỹ này không, thì chúng tôi xin ghi nhận ý kiến của đại biểu. Tôi cho rằng nếu thành lập quỹ hỗ trợ người lao động thì đây cũng là một trong những giải pháp thôi. Bởi vì giải quyết cái việc để giảm và tiến tới không có cái chuyện rút bảo hiểm một lần thì đòi hỏi rất nhiều các giải pháp liên quan. Đặc biệt là cái việc mà tạo công ăn việc làm, thu nhập đời sống nó phải tốt lên. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh các cái chính sách cho nó phù hợp. Còn việc thành lập quỹ nếu có thì cũng là một căn cứ. Chúng tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo vấn đề này. Xin bởi vì báo cáo các đại biểu là việc thành lập một quỹ nào đó, nhất là quỹ nó liên quan những vấn đề lớn thế này, thì phải có đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng, xem căn cứ nó như nào, hiệu quả ra sao và báo cáo cấp có thẩm quyền, thậm chí là phải báo cáo Quốc hội cho phép. Thì chúng tôi xin ghi nhận ý kiến này của đại biểu.